Tuổi Mão, năm 2022, công danh sự nghiệp viên mãn, giàu như vũ bão, tiền tiêu, ba đời không hết. Xin được mến chào quý vị khán thính giả của chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình, mến chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí và nhanh nhẹn, và có con mắt rất là tinh tế, nhìn xa, trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực trong công việc và cuộc sống. Vậy cho nên là trong năm 2022 Nhâm Dần, họ rất thành công và được mọi người ngưỡng mộ, tôn trọng. Năm 2022 tuổi Mão nên đưa ra những quyết định mạo hiểm và liều lĩnh. Con giáp này có khả năng được đi công tác xa, vì vậy cần phải hết sức thận trọng chuyện xe cộ để tránh va chạm tai nạn. Vận trình tài lộc của tuổi Mão năm nay cũng rất là khả quan, tài lộc rất vững chắc. Tuy nhiên, giàu cỡ nào cũng không nên cho người khác vay mượn tiền bạc, nếu không thì vừa mất tiền lại vừa mất đi tình cảm. Những ý định hay là kế hoạch toan tính trong khoảng thời gian này cũng rất là khả thi. Tuổi Mão cần phải cân nhắc kỹ càng mọi thứ trước khi mà đưa ra những quyết định quan trọng nào đó. Và may mắn là tuổi Mão đón nhận tin vui trong tình cảm. Người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương thì nay đã nên đôi, thành lứa và tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Các cặp đôi đang yêu hóa giải được những mâu thuẫn, bất đồng trước đó để có thể có được tiếng nói chung cần thiết. Và ngay sau đây thì xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi thêm để biết thêm về chi tiết vận trình tử vi của mình trong năm 2022 nhé. Tổng quan tử vi gia chủ tuổi Mão trong năm Nhâm Dần 2022. Năm Nhâm Dần 2022, vận trình của các gia chủ tuổi Mão không được mấy thuận lợi, công việc khó khăn, áp lực tinh thần lớn hơn, đương số liên tục vướng rắc rối liên quan đến giấy tờ, thủ tục. Cũng trong năm nay, mệnh chủ sẽ gặp phải nhiều chuyện cạnh tranh, thường phải đối mặt với kẻ tiểu nhân, dễ bị anh em bạn bè thân thiết hãm hại hoặc đem tới những ảnh hưởng không tốt. Nhất là trong sự nghiệp, nếu gặp phải sẽ khó chạm tay tới cơ hội thăng tiến, nếu có cơ hội trước mắt cũng dễ bị kẻ khác giành mất, dễ chi tiêu tốn kém, mâu thuẫn thường xuyên xảy ra, các mối quan hệ xã giao không thuận lợi. Xem tử vi, năm 2022 cho thấy điểm sáng trong năm chủ yếu nằm ở phương diện tài lộc, nguồn thu nhập chính tăng lên, chưa tới mức độ đột phá nhưng cũng đủ giúp cho tinh thần vững vàng trước những khó khăn dồn dập. Người làm công ăn lương vẫn có cơ hội tăng lương, người kinh doanh buôn bán cũng đạt mức doanh thu mong đợi. Năm nay, gia chủ tuổi Mão có quý nhân nâng đỡ, được người quyền thế giúp sức, như thể là tìm thấy cầu vồng sau cơn mưa. Miễn là đương số nỗ lực và kiên trì tới cùng, mưu sự cũng sẽ thành. Trong năm Nhâm Dần, những người tuổi Mão cần phải biết giữ mình, biết lắng nghe ý kiến của người khác, không nên khăng khăng làm theo ý mình, phải suy nghĩ chín chắn kỹ càng trước khi đưa ra quyết định, đừng để mình bị lôi kéo. Không nên đi đến những nơi đông người hỗn tạp hoặc những nơi ẩm thấp, nguy hiểm. Trong năm 2022 Nhâm Dần, các gia chủ sẽ cần phải cẩn trọng chú ý tháng Kỷ Dậu, có nghĩa là tháng 8 âm lịch, từ ngày 27 tháng 8 đến 25 tháng 9 dương lịch. Đây chính là tháng đại kỵ với những gia chủ tuổi Mão, vào những ngày này không nên tiến hành những công việc trọng đại. Thưa quý vị, Thái Tuế năm 2022 Nhâm Dần là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất. Tử vi sự nghiệp quan vận của mệnh chủ tuổi Mão trong năm Nhâm Dần 2022. Dù rất hăng hái, có quyết tâm cao và cũng có tham vọng trong sự nghiệp, nhưng tuổi Mão gặp khá nhiều khó khăn trong năm 2022. Trong các việc đầu tư, kinh doanh, bạn dễ bị đối thủ giành trước cơ hội, dễ phải chịu tổn thất, thậm chí là dễ rơi vào cảnh phá sản do tin tưởng anh em, bạn bè hoặc do cạnh tranh thất bại. Có thời điểm, bản mệnh sẽ gặp rắc rối về tài chính do hiếu thắng, thiếu suy nghĩ
hoặc do hứng thú nhất thời. Vì thế trong thời điểm này, tuổi Mão chớ nên tham gia nhiều mối đầu tư, đặc biệt là những mối đầu tư lợi nhuận cao. Đó cũng có thể là những mối đầu tư tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ rủi ro. Không nên hợp tác làm ăn với người khác, trong đó có cả những mối quan hệ anh em, bạn bè thân thiết, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng tiền bạc thất thoát, thậm chí là phá sản. Khi làm việc, cần phải suy nghĩ kỹ càng, có tâm lý đề phòng người khác, không nên tin theo lời một ai một cách quá dễ dàng. Nhưng không phải vì thế, vì khó khăn mà nản lòng. Sau mỗi cơn mưa lại có cầu vồng ngay thôi. Có thời điểm được cát tinh soi chiếu, tuổi Mão nhanh chóng lấy lại tinh thần, không ngừng học hỏi và mở rộng kiến thức cũng như là các mối quan hệ xã giao, từ đó tìm được cơ hội mới. Hãy tận dụng nhanh chóng và triệt để, thành công cũng được 7-8 phần. Có điều, cần hết sức thận trọng khi ký tá giấy tờ, văn bản liên quan đến pháp luật hay lợi ích kinh tế, đề phòng bị lừa gạt, tiền mất tật mang. Để vận trình năm 2022 được hanh thông thuận lợi, quý gia chủ tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh, vật phẩm sử dụng hình tượng Bát Bảo và chú Bát Nhã Tâm Kinh của nhà Phật. Khi mang theo vật phẩm bên mình sẽ giúp cho gia chủ tuổi Mão hóa giải tà ma, tăng cường vận khí và tài lộc trong năm 2022 Nhâm Dần và những năm tiếp theo. Tử vi về tài lộc tiền bạc của mệnh chủ tuổi Mão trong năm Nhâm Dần 2022. Khó khăn khiến cho lộ trình cầu tài của tuổi Mão gặp không ít trở ngại, khiến cho áp lực kinh tế ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, dưới sự hỗ trợ của các thần tài chính, con đường kiếm tiền làm giàu của đương số tuy có vất vả và căng thẳng, nhưng đổi lại sẽ được đền đáp tương xứng. Tuổi Mão làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, ít hoạch tài bất ngờ, không có quá nhiều may mắn. Bạn tự làm, tự ăn, không chờ vào vận may rủi. Trong năm 2022, nguồn thu nhập chính có xu hướng tăng, các nguồn thu nhập phụ cũng có nhưng không nhiều. Người làm công ăn lương vẫn có cơ hội tăng lương bất chấp tác động khách quan của thị trường. Người kinh doanh buôn bán, nhất là liên quan đến lĩnh vực thiết yếu như dược phẩm, thực phẩm, đi lại, thu về không ít lợi nhuận. Một số hạng mục liên quan đến bất động sản và đầu tư chứng khoán cũng sinh lời khá tốt, quan trọng là phải chọn đúng thời điểm. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc vào năm 2022, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tử vi về sức khỏe của mệnh chủ tuổi Mão trong năm Nhâm Dần 2022. Tình hình sức khỏe của người tuổi Mão trong năm Nhâm Dần không mấy khả quan, hệ thống hô hấp cũng không khỏe mạnh. Bản mệnh dễ mắc phải những căn bệnh như là cảm cúm, thấp khớp do sự thay đổi của thời tiết, một số người gặp vấn đề về thận. Trong năm nay, bản mệnh không nên nóng nảy, chủ động gây thị phi, mâu thuẫn với người khác. Trong các buổi liên hoan tụ tập, cũng như trong cuộc sống cần phải biết giữ mình, không nên lạm dụng rượu bia, thuốc lá hoặc có thái độ sống quá phóng túng gây ảnh hưởng cho sức khỏe về lâu, về dài. Ngoài ra, tuổi Mão cũng nên tránh đến những nơi ẩm thấp, có nhiều sát khí nếu không muốn những yếu tố không lành mạnh ảnh hưởng đến bản thân mình. Tốt nhất, bản mệnh nên có chế độ nghỉ ngơi và làm việc hợp lý, tham gia nhiều các hoạt động tập thể, hoạt động công ích, những công việc mang ý nghĩa tích cực để giải tỏa áp lực, cải thiện các mối quan hệ, mang lại nhiều cơ hội hơn cho chính bản thân mình. Tử vi về tình cảm của mệnh chủ tuổi Mão trong năm Nhâm Dần 2022. Năm Nhâm Dần, chuyện tình cảm của tuổi Mão cũng lắm phiền muộn, gia đạo có điều bất ổn. Khoảng cách giữa các thế hệ trong gia đình có sự xung đột khá mạnh, chủ yếu do tuổi Mão không kiểm soát được cảm xúc, là người khai mào cho những trận tranh luận, tranh cãi. Nếu tự chủ được, gia đạo sẽ sớm được an yên. Các cặp đôi nảy sinh bất hòa vì cái tôi quá lớn, thậm chí đang trong giai đoạn mặn nồng cũng sinh ra giận hờn, cãi vã. Quý mệnh chủ hãy coi chừng già néo đứt dây, khó mà tiến tới hôn nhân hạnh phúc. Người độc thân có không ít người theo đuổi nhưng đa phần là đào hoa kiếp, mang tới điểm thị phi, gây khổ nhọc về tinh thần, thậm chí trải qua chuyện đau buồn, vết thương lòng ngày càng sâu sắc.
để hóa giải những tranh chấp thị phi trong gia đình cũng như các mối quan hệ xã hội, gia chủ tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, được sự tương trợ của quý thần sẽ giúp cho gia chủ hóa giải những tranh chấp thị phi trong công việc cũng như là hòa hợp hơn trong cuộc sống. Vận hạn chi tiết của từng tuổi Mão trong năm Nhâm Dần 2022. Tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999, thành đầu Thổ. Nhìn chung vận trình năm 2022 của đương số khá bình ổn, không có điều gì quá đáng ngại. Tuy nhiên, cũng chưa thấy dấu hiệu nào mang tính đột phá. Về phương diện học tập, bản thân con giáp này khá nhanh nhạy và biết suy nghĩ, nên có thể tự mình tìm ra được những phương pháp học tập phù hợp, cải thiện thành tích trong năm mới. Có điều, trong năm nay, mệnh chủ cần phải làm gì cũng không nên chủ quan và nhất là cần tránh ngay tình trạng ngựa non háu đá. Ngoài ra, cần chú ý vấn đề ăn nói, đừng quá tùy tiện, kẻo ảnh hưởng xấu tới cả bản thân và uy tín của cha mẹ. Tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, Lư, Trung Hỏa. Trong năm nay dễ dàng cùng với người phát sinh miệng lưỡi tranh chấp, đề phòng bị người liên lụy và mưu toan, cẩn thận mất tiền bên ngoài. Cho dù có tài, nhưng chưa chắc con giáp này đã tìm được thời điểm thích hợp để phát huy, vì thế sự nghiệp không có bước phát triển nào lớn lao. Do đó, mệnh chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 nên mạnh dạn tự tin hơn, giữ thái độ khiêm tốn học hỏi. Nếu không hiểu thì cần phải hỏi người đi trước, không nên làm bừa, gây ra sai sót. Cần phải học cách thích nghi với những môi trường khác nhau, cố gắng nâng cao hiệu suất công việc cũng như luôn giữ được những suy nghĩ tích cực, lạc quan. Về chuyện tình cảm, năm nay cảm xúc của người này không ổn định, không nên trao gửi tình cảm cho ai một cách dễ dàng. Hãy giữ khoảng cách thích hợp với những người có ý đồ tiếp cận mình. Tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, Đại Khê Thủy. Trong năm Nhâm Dần là một năm cực kỳ may mắn đối với người tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Bản mệnh có nhân duyên tốt, dễ được quý nhân phù trợ, cộng với tham vọng lớn lao, dũng cảm đối diện với mọi vấn đề xảy ra. Dám nghĩ, dám làm nên nhất định sẽ có thể đạt được thành tích xuất sắc trong sự nghiệp. Tuy nhiên, mệnh chủ cũng cần phải biết khiêm tốn, không nên đắc ý quá, lơ là công việc khiến cho mọi cố gắng đều đổ sông, đổ bể. Không nên nóng nảy, coi thường người khác, chủ động gây chuyện thị phi, mâu thuẫn, có thái độ ham học hỏi, chú ý lắng nghe lời góp ý, luôn tôn trọng lãnh đạo và những người đi trước, cùng với đồng nghiệp xung quanh. Tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, Kim, Bạch Kim. Trong năm Nhâm Dần, người tuổi Quý Mão sinh năm 1963, tài vận sa sút. Vốn dĩ trong năm 2022, đương số có một vài cơ hội làm giàu, tăng thêm thu nhập, nhưng rồi lại đối mặt với họa phá tài vì bạn bè, anh em, họ hàng. Thậm chí có lúc còn vì chiều theo nhu cầu của bản thân mà chi tiêu tùy hứng nên tiền trong tài khoản vơi đi là điều đương nhiên. Ngoài ra, con giáp này cũng rất dễ gặp họa thị phi trong năm, sức khỏe cũng có vấn đề, chớ nên chủ quan. Tuổi Tân Mão, sinh năm 1951, Tùng Bách Mộc. Tiến sang năm 2022, người tuổi Tân Mão vận trình khá tệ, sát khí vây hãm, sức khỏe phát sinh nhiều vấn đề, dễ bệnh tật, thậm chí là có thể ra vào viện, nằm liệt giường. Bản mệnh năm nay tâm tính thay đổi, sống hướng nội, không thích trò chuyện với mọi người, có nhiều tâm sự trong lòng, tình cảm gia đình xa cách, không mấy gần gũi với người thân, nên cần phải học cách giải tỏa áp lực cuộc sống, dành thời gian gặp gỡ bạn bè, tri kỷ, đừng tự nhốt mình cô đơn, có tâm sự hay chuyện buồn, hãy thoải mái giải bày. Chỉ cần giải tỏa được nút thắt trong lòng thì sức khỏe tức khắc ổn định trở lại. Về mặt tài chính, không nên lo lắng chuyện bao đồng, cũng đừng đầu tư kinh doanh cổ phiếu, cẩn thận bị lừa gạt tiền bạc. Đừng nhẹ dạ cả tin, mua những loại thực phẩm chức năng vô thưởng, vô phạt. Người nhà thì cần phải chú ý đến thay đổi tâm lý của mệnh chủ. Các gia chủ tuổi Mão trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây chính là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho quý gia chủ. Thưa quý vị,
trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau. Chính vì thế mà chúng ta phải luôn luôn vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của Phong thủy Gia Cát thì quý vị đã phần nào hiểu được vận trình của mình trong năm 2022 Nhâm Dần và từ đó có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai. Diễm Quỳnh rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với Phong thủy Gia Cát trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì chúng tôi đành phải nói lời chào tạm biệt. Mến chào quý vị, hẹn gặp lại!